Đâu đó mà. Gì nghỉ? Xuống đi cưng. Từ từ. Từ cái gì? Anh xuống từ đi. Từ, nè nè, cầm cái vỏ cho người ta để đựng cá nè. Xuống lại đi mày ơi. Xuống lại đi. Đó. Cho biết cảm giác hồi trước giờ làm như có cảm giác này đúng không? Bậy, em ở Nha Trang là em cũng hay đi bắt cá đồ lắm á. Nha Trang làm gì có rạch cha. Chỗ em ở là đầm sen không? Ủa đó, à, trời ơi. Cái gì vậy? Trời, bị rớt một con, xảy một con rồi. Trời ơi. Bụng mình nó lúng quá ta. Sao anh không xuống? Hả? Không xuống. Anh ra định quan sát mọi thứ. Cá đây là thường là cá gì vậy em? Đủ loại. Trời, cái bóng dừa mà có tiêu là đỉnh luôn á. Cái bóng dừa hả? Tại sao gọi là cá bóng dừa? À, nó ăn lá dừa hả? Nhiều gì đúng không? Biết không đó cha? Trời ơi, đây nè, anh coi nè, coi kỹ năng của em nè. Đó. Trời ơi, không có con nào luôn em ơi. Số hình dễ sợ. Không có con nào em ơi. Không có luôn không hả? Ủa, hết rồi hả? Trời. À. Đây là phụ em khúc này anh. Ok. Cái kiếm cái gì mà nó nặng. Cái gì vậy? Quê! Lê! Cái gì vậy? Ơ con rắn à! Ơ con rắn à! Quê con rắn kìa. Ủa tôi sợ rắn lắm ba. Có sợ đâu? Có sợ đâu? Rắn là trời cái gì? Rắn là... Rắn là trời cái gì? Con rắn đi! Thôi! Ta đi rỡ rồi, mà quen đi. Thôi ghê quá. Thôi ba. Ê con hả? Ê răng hổ mang á ba. Mày đầu dưới nước. Hổ mang đầu dưới nước ông nội. Hổ mang á. Đi đi cưng. Thôi. Thôi đưa anh Giang đi. Thôi bậy rồi. Cầm đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Đưa nó lưới coi nào. Trời ơi, đi đâu vậy? Nè. Sợ mấy con bò sát lắm. Con để đâu con gì làm gì đâu sợ. Thôi ai anh bắt đi. Anh bắt đi. Lát đem về bầm mà. Thôi. Bầm sợ cái cách đó. Thôi ghê quá à. Đâu ghê. Giờ hết lưới chưa? Hết lưới. Rồi sao tự nhiên ở dưới đây có rắn vậy ba? Thì có mấy cái hồ nước rắn nhiều khi nó có sao không biết. Rồi lỡ. Lỡ em đang lội dưới đó xong mà nó lại nó cắn em sao? Con này lội cắn. À. Mày. Nè thử nè có cắn đâu. Thôi. Trông. Anh từ từ em làm quen ha. Này đáng gì đây? Anh đi không? Đi voi con này thịt nhiều lắm. Rồi, con này mập nè. Rồi con này bầm xuống bên trời. Chú ơi chú ơi là cách đó. Ui. Ui. To thiệt chứ. Mà nó sống ở đâu ở dưới đây hả? Rồi mình lội dưới đó lỡ mày nó cắn thì sao? Đây là ở đây mà anh đi qua Tiền Giang chơi. Đây tìm lên hết trơn, móc đi Trà Vinh nữa. Nhưng mà lát nữa chắc nó đi vô nồi rồi.